danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Cô Thơ xin chào tất cả các con học sinh thân yêu của Vietsách. Cô rất vui vì được đồng hành cùng với các con trong khóa học tiếng Việt lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bây giờ, chúng ta như thường lệ sẽ bắt đầu phần khởi động của bài học ngày hôm nay. Các con hãy quan sát bức tranh và nói về các cảnh vật được vẽ trong tranh. Cảnh vật đó gợi cho các con nghĩ đến nơi nào trên đất nước ta. Cảnh vật được vẽ trong tranh đấy là núi rừng, những chú voi, những mái nhà rông rất giản dị, gần gũi và yên bình. Qua bức tranh này, cũng là bức tranh minh họa của bài tập đọc ngày hôm nay, thì chúng ta thấy được vẻ đẹp của núi rừng, những chú voi, những mái nhà rông rất giản dị, gần gũi và yên bình. Ở đây chúng ta thấy rất nhiều mái nhà rông, đúng không nào? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vùng đất Tây Nguyên và đặc biệt là tìm hiểu về nhà rông ở Tây Nguyên. Chúng ta đang học ở tuần 30, đất nước ngàn năm, bài 21, nhà rông. Cô nhắc lại tên bài đọc của chúng mình, bài đọc có tên Nhà Rông, nằm ở trang 95, sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3, tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Cô mời các con mở sách giáo khoa để chúng ta cùng với nhau học bài. Yêu cầu cần đạt. Đầu tiên, cần đọc đúng các từ khó, biết cách đọc bài, ngắt nghỉ, nhấn giọng phù hợp. Đọc đúng các từ ngữ câu, đoạn và toàn bộ bài đọc của bài đọc nhà rông. Đọc diễn cảm được toàn bộ bài đọc. Thứ hai, cần hiểu được nội dung bài tập đọc, hiểu biết về quê hương, có tình cảm gắn bó, yêu quê hương. Chúng ta cùng bước vào phần đọc bài. Các con lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc ngày hôm nay. Cô đọc bài Nhà rông. Đến Tây Nguyên, từ xa nhìn vào các buôn làng, ta dễ nhận ra ngôi nhà rông có đôi mái dựng đứng, vươn cao lên trời như một cái lưỡi rìu lật ngược. Nước mưa đổ xuống, chảy xuôi tuồn tuột. Buôn làng nào có mái nhà rông càng cao, nhà càng to, hẳn là nơi đó dân đông, làm ăn được mùa, cuộc sống no ấm. Nhà rông là nơi thờ cúng chung, hội họp chung, tiếp khách chung, vui chơi chung của tất cả dân làng, kiến trúc bên trong nhà rông khá đặc biệt. Nhà trống rỗng, chẳng vướng víu một cây cột nào, có nhiều bếp lửa luôn đượm khói, có nơi dành để chiêng trống, nông cụ. Đêm đêm, bên bếp lửa bập bùng, các cụ già kể lại cho con cháu nghe biết bao kỷ niệm vui buồn ngôi nhà rông đã từng chứng kiến. Vì vậy, nhà rông đối với tuổi trẻ Tây Nguyên thân thương như cái tổ chim êm ấm. Người Tây Nguyên nào cũng yêu thích nhà rông, ngôi nhà chung có sự góp sức xây dựng của tất cả mọi người. Theo Ai Jun và Lê Tấn. Trong bài có những từ khó các con cần luyện đọc. Tây Nguyên, buôn làng, lưỡi rìu, tuồn tuột, kiến trúc, đượm khói. Cô mời các con đọc lại những từ ngữ ở trên bảng. Trong bài có những từ ngữ khó phát âm thì các con cố gắng luyện đọc đi nhiều, đọc lại nhiều lần để có thể đọc đúng, đọc hay. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng với nhau đọc nối tiếp câu. Cô đọc một câu, các con đọc một câu, chúng ta thay phiên nhau đọc đến hết bài tập đọc ngày hôm nay. Nhà rông. Đến Tây Nguyên, từ xa nhìn vào các buôn làng, ta dễ nhận ra ngôi nhà rông có đôi mái dựng đứng, vươn cao lên trời như một cái lưỡi rìu lật ngược. Buôn làng nào có mái nhà rông càng cao, nhà càng to, hẳn là nơi đó dân đông, làm ăn được mùa, cuộc sống no ấm.
Kiến trúc bên trong nhà rông khá đặc biệt. Nhà trống rỗng, chẳng vương víu một cây cột nào, có nhiều bếp lửa luôn đượm khói, có nơi dành để chiêng trống, nông cụ. Vì vậy, nhà rông đối với tuổi trẻ Tây Nguyên thân thương như cái tổ chim êm ấm. Theo Aizun và Lê Tấn, trong bài có một số các từ khó hiểu, cô giải nghĩa cho các con. Tây Nguyên là vùng cao nguyên thuộc miền Trung, gồm các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Tuồn tuột là thẳng một mạch nhưng không thể giữ lại, cản lại được. Nông cụ đấy là đồ dùng để làm ruộng, làm nương như cuốc, cày, bừa, liềm, hái. Bây giờ cô mời các con đọc lại toàn bài. Cô mời các con tự đọc lại bài nhé. Chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu bài. Nội dung chính của bài đọc ngày hôm nay, bài đọc giới thiệu về vẻ đẹp độc đáo của nhà rông ở Tây Nguyên, qua đó ta hiểu được về tình cảm của người dân Tây Nguyên với mái nhà rông thân thương. Câu hỏi đầu tiên, đặc điểm nổi bật về hình dáng của nhà rông ở Tây Nguyên là gì? Những câu nào trong bài giúp các con nhận ra điều đó? Các con đọc thầm bài, trả lời từng ý một. Đặc điểm nổi bật về hình dạng của nhà rông ở Tây Nguyên, ngôi nhà rông có đôi mái dựng ngược, vươn cao lên trời như một cái lưỡi diều lật ngược, nước mưa đổ xuống, chảy xuôi, tuồn tuột. Ở ý này chúng ta có thể tìm thấy ở ngay đầu bài đúng không nào? Đến với Tây Nguyên, nhìn từ xa vào các buôn làng thì chúng ta dễ nhận ra ngôi nhà rông có đôi mái dựng ngược, vươn cao lên trời như một cái lưỡi diều lật ngược. Vậy thì đấy là kiến trúc bên ngoài, vậy thì kiến trúc bên trong của nhà rông có gì đặc biệt? Các con hãy tìm ở trong bài để nói lên sự đặc biệt của kiến trúc bên trong của mái nhà rông nhé.
Kiến trúc bên trong nhà rông khá đặc biệt, nhà trống rỗng, chẳng vướng víu một cây cột nào, có nhiều bếp lửa luôn đớp khói, có nơi dành để chiêng trống, nông cụ. Kiến trúc của nhà rông vô cùng đặc biệt đúng không nào? Khác hẳn so với những ngôi nhà của chúng ta. Ngôi nhà của chúng ta có cột nhà, có bờ tường, nhưng ngôi nhà rông lại vô cùng đặc biệt bởi vì ở trong nhà thì kiến trúc ngay trong nhà thì không hề vướng víu một cây cột nào, ở trong nhà trống rỗng. Chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ ba. Các con hãy đóng vai một người dân ở Tây Nguyên, giới thiệu những hoạt động chung thường diễn ra ở nhà rông. Nhà rông là nơi thờ cúng chung, hội họp chung, tiếp khách chung, nơi vui chơi chung của tất cả dân làng. Đêm đêm bên bếp lửa bập bùng, các cụ già kể lại cho con cháu nghe biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn ngôi nhà rông đã từng chứng kiến. Vì vậy, nhà rông đối với tuổi trẻ Tây Nguyên thân thương như cái tổ chim êm ấm. Câu hỏi thứ tư, vì sao người dân Tây Nguyên yêu thích nhà rông các con nhỉ? Người Tây Nguyên yêu thích nhà rông bởi vì nó là ngôi nhà chung có sự góp sức xây dựng của tất cả mọi người. Đây là nơi các cụ già kể lại cho con cháu nghe những kỷ niệm vui buồn. Vậy thì nhà rông đối với tuổi trẻ vô cùng thân thương như cái tổ chim êm ấm. Bởi vậy nên là người dân Tây Nguyên vô cùng yêu thích nhà rông. Các con hãy sắp xếp các ý dưới đây theo trình tự các đoạn trong bài. A. Tình cảm của người dân Tây Nguyên đối với nhà rông. B. Hình dạng bên ngoài của nhà rông. C. Kiến trúc bên trong và những sinh hoạt cộng đồng của nhà rông. Trong bài có thể chia làm 3 đoạn, phải không các con? Đoạn 1. Nêu lên gì các con nhỉ? Đoạn 1. Nêu lên hình dạng bên ngoài của nhà rông. Đoạn thứ 2. Đưa ra kiến trúc bên trong và những sinh hoạt cộng đồng ở nhà rông. Đoạn thứ 3. Nêu lên tình cảm của người dân Tây Nguyên đối với nhà rông. Vậy là chúng ta có thể sắp xếp các ý B, C, A theo đúng trật tự của nó. Hình dạng bên ngoài của nhà rông, kiến trúc bên trong và những sinh hoạt cộng đồng ở nhà rông và tình cảm của người dân Tây Nguyên đối với nhà rông. Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau học bài nhà rông. Chúng ta đã hiểu được về vẻ đẹp vô cùng đặc sắc, độc đáo của mái nhà rông ở Tây Nguyên và hiểu được tình cảm của những người dân ở Tây Nguyên dành cho mái nhà rông thân thương. Chúng ta cũng đã cùng với nhau luyện đọc bài nhà rông. Các con về nhà hãy luyện đọc nhiều lần để có thể đọc hay, đọc diễn cảm bài tập đọc này. Cô hy vọng rằng các con thêm hiểu biết về quê hương, thêm yêu quý những mái nhà rông, thêm yêu quý những mái nhà, những vẻ đẹp của quê hương đất nước. Cô hẹn gặp lại các con trong những bài học phía sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.